Mời mình đến chấm điểm mà, có mời hát đâu đúng không ạ? Chắc cái này phải tăng cát xê đúng không? Đâu có thi đâu. Không, cái này là mình chiều quý vị khán giả, mình tạo động lực cho okay. các thí sinh. Và thêm nữa là mình tạo cơ hội để những mùa sau mình có thể quay lại nữa anh chị ạ. Nói chung là như này, Thiên thì Thiên rất là thích thể thao. Dạ. Và hồi bé thì chắc cũng có một cái bài hát mà Ngọc cũng biết đó. Một cái bài hát mà ai cũng thuộc hết, con nít đi học mẫu giáo đã thuộc rồi. Bây giờ là chúng ta đều tập thể thao trước đi, trước coi như khởi động vào chương trình ngày hôm nay đi ha. Chúng ta hát bài Thể dục sáng nhá. Rồi chúng ta xin mời khán giả đứng lên luôn ạ. Xin mời tất cả quý vị ạ. Bây giờ hát cái gì là làm cái đấy nha. Đây là thầy giáo thể dục Quốc Thiên. Thầy giáo thể dục Quốc Thiên rồi, khởi động. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4 hít thở. 1. Tay đưa cao lên trời. 2. Tay đang ngang bờ vai. 3. Tay song song trước mặt. 4. Buông thả hai tay.